Lily xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ Lily đang trên đường đi chích cái vaccine, chích cái vaccine cho cái COVID đó. Hôm nay Lily có hẹn chích mũi đầu tiên. Thì vì mình được chích thì mình cứ chích đi, để mai mốt mà có đi về Việt Nam thì mình không có bị cách ly. Chứ có nhiều người người ta muốn chích mà không có được á, cho nên Lily được thì Lily phải chích thôi. Hôm nay mũi đầu tiên, Lily đang trên đường đi tới đó đó. Một chút xíu Lily sẽ quay cái cảnh ở đằng đó, cái cách thức người ta chích như thế nào cho cả nhà cùng xem nha. Thank you. At 1:30, it took me around. No, it's no problem. You can show me the appointment. Sure. Your ID that matches. Sure, it's right here. And do you have? Could you show me your name on there? Just so I can't see your name. Name. Go to the main appointment. Mấy ca tưởng đâu dễ, ở nhà cũng khó dữ. Phải đưa giấy tờ ở chỗ làm việc có tên mình trên đó, rồi cái giờ hẹn, ngày hẹn, book online đó, phải có cái tên của mình trên đó, nó trùng hợp lại với nhau rồi mới cho vô. Tưởng đâu dễ dàng, cũng hỏi đủ thứ hết. Tại vì tùy cái nghề mình làm đó, nhiều cái nghề nó chưa có cho, phải đợi tới tháng sau. Tùy nghề nó được ưu tiên đi chích trước, với những người lớn tuổi, 65 tuổi trở lên thì được ưu tiên chích bây giờ. Yes. Okay. And then just to be sure, is this your first dose? It is first dose. Okay. You do it in the car? Yeah. Right now? Uh-huh. It scared me already. Oh, really? No, trust me. When I do it, you're just gonna be like, that's it. It's not that bad, I swear. Really? And then just to be sure, do you have any allergies? No, I don't. And then how about any medical conditions we should be aware of? Uh-uh. Okay. Yeah.
You know, I thought I got canceled reschedule again today. You were gonna reschedule today? I thought so because I'm scared or scurry. No, trust me, it's not like the ones that you see in the news that it's like the biggest needle in the world and they take forever. It's not like that. I rescheduled twice already. It is what? This is Moderna. Oh, okay. So next time it will be the same Moderna? Yes. Alright. Right here we only do Moderna at this site. We only do 0.5 for each dose. Each dose is the same way, so typically how you react the first time will be a little bit better than the second time. Not everybody's the same, but for the most part, that's how it goes. Okay. If you develop any flu-like symptoms at all, you can go ahead and take Tylenol. Try to stay away from any Advil, ibuprofen, Aleve, or Motrin, just straight Tylenol. Just because the other ones could prolong your symptoms, which we definitely do not want. As far as like any itchiness or redness or swelling at the site, that's very common with the vaccine. So you can take a Benadryl or a Claritin and that'll help subside that, okay? If you need anything else though, you will be waiting here for about 15 to 20 minutes. So just let us know if you need anything, okay? Here? Uh-huh. Okay. You have to stay parked here for about 15 to 20 minutes. Sure, thank you so much. You're very welcome. You have a good rest of your you day. Too. I get some rice. Đâu rồi? À. Giờ phải ngồi đây đợi khoảng 15 20 phút nữa nó mới cho về. Nó coi coi mình có bị phản ứng bị gì không đó. 15 20 phút rồi nó mới cho chạy đi. Xong vòng 1 rồi. Lily hẹn 2 lần rồi cancel hết 2 lần luôn. Tại vì sợ đó. Hello. Lily chích xong mũi đầu tiên rồi. Khi mà chích xong mũi đầu thì nó cho mình cái sticker này. Rồi để là I got my COVID-19 vaccine first dose. Moderna. Moderna. So. Chích xong rồi giờ mình phải ngồi đây mình đợi khoảng 15 20 phút sau để coi nó có bị phản ứng thuốc hay là bị cái gì không vậy đó. Thì ít nhất 15 phút. 20 phút thì nó mới cho mình lái xe đi về. Thì hôm nay nó đưa cái giấy này là cái record card đó, cái giấy là chứng minh là mình đã chích mũi đầu tiên thứ nhất đó. Thì đây là nó để nè cái vaccine record card ở trên nè. Cái ngày hôm nay là cái ngày này ha, 23 tháng 3. Cái tên thuốc là Moderna. Nó có 3 loại tên thuốc khác nhau. Lily chọn cái loại này thì tại vì đọc ở trên mạng thì nghe cái loại này nó cũng tốt á. Nó nói chung nó good hơn một trong hai loại đầu đó, nó tốt hơn cái loại thứ ba. Loại thứ ba mới ra sau này chích có một mũi thôi. Nhưng mà nó không có tốt bằng cái hai loại cái thuốc đầu tiên. Mình phải chích hai mũi. Thì hôm nay lần này thì nó cho cái hẹn lần tới 4 tuần sau, đúng 4 tuần sau là mình tới mình chích mũi thứ nhì. Ngày 20 tháng 4 này là đúng 4 tuần đó. Thì mình trở lại mình chích mũi thứ nhì. Khi mà mình chích xong mũi thứ nhì thì chắc nó cho mình cái thẻ để chứng minh là mình đã hoàn tất xong hai mũi đó. Để mình đi đâu hay là cái gì mình giống như mình đi về Việt Nam hay là mình đi những cái nước khác và mình đưa nó ra thì mình không có bị cách ly. Đại khái vậy.
Thì đó, thì cái này là cái record đó, giống như cái record, cái biết tiếng Việt kêu bằng gì, giống như chung là mình đã cái chứng nhận mình đã chích đó. Rồi bắt đầu mấy người đó được chạy về rồi đó. Hơn 15 phút rồi, họ không có bị gì và được chạy về rồi. Chục len chích luôn đó, cả chục len xe đợi đó, quá trời đông luôn. Rồi nó cho đi về. Chị Lì thấy cũng bình thường, chưa có phản ứng gì hết. Mũi thứ nhì không biết sao đây, nghe nói mũi thứ nhì là bị hành nặng lắm, 2-3 ngày mà Lily cũng chưa biết như thế nào. Ok, Lily xin chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc tất cả một ngày làm việc thật vui vẻ, gặt hái được nhiều thắng lợi nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip và xin hẹn gặp lại sau nhé.